Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 967, chúng ta đã biết được những thông tin vô cùng quan trọng, bởi đó chính là điểm cuối trong chuyến hành trình của vua hải tặc Gold D. Roger. Và đúng hơn thì sau khi tới đó, ông mới trở thành vua hải tặc. Những câu chuyện liên quan tới chuyến hải trình cuối cùng của băng Roger cũng như nguồn gốc của cái tên Chuyện Cười khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Hóa ra hòn đảo cuối cùng không phải tên là Rapthain như đầu truyện đề cập, mà chính xác nó là Laphain. Ngay đầu chapter này chúng ta đã thấy sau khi thu nạp được Odin vào băng của mình thì cuối cùng Roger cũng tìm thấy một người có thể đọc được nội dung trên các phiến Poneglyph. Và nhờ đó băng Roger cũng đã tìm được đến những nơi cất giữ các phiến Rat Poneglyph như Guano, đảo người cá, đảo dư. Sau khi đã có được đủ 4 tấm bản đồ thì Roger và băng của mình đã tìm được đến hòn đảo cuối cùng, hoàn thành chuyến hành trình vòng quanh thế giới, điều mà chưa từng ai có thể làm được. Và kết thúc chapter 967, thông tin gây sốt khác bên cạnh bí mật về Wano Quốc, điều thôi thúc Odin ra khơi chính là đại kho báu cuối cùng cũng được tiết lộ. Có thể sau 20 năm ra mắt bộ truyện này, đây là lần đầu tiên tác giả Oda cho biết thông tin chi tiết đến vậy. Hóa ra kho báu này không phải do Roger tạo nên mà vốn dĩ nó là di sản của một nhân vật huyền thoại có tên là Joy Boy. Người này từng được nhắc tới một lần ở đảo người cá, đây là một trong những nhân vật bí ẩn nhất thế giới One Piece. Đã có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nhân vật này nhưng đến nay vẫn chưa được xác thực. Có lẽ chuyện tổng hợp đã đi sau thời đại khá lâu khi chưa từng làm bất cứ chủ đề nào về Joy Boy. Vậy nên hôm nay, xin mời anh em cùng tới với giả thuyết về vị vua hải tặc đầu tiên của thế giới cũng như những sự thật về sức mạnh, di sản mà nhân vật này từng sở hữu. 1. Joy Boy chính là vua hải tặc đầu tiên. Chúng tôi đã khám phá ra mọi thứ, chúng tôi đã biết được thế kỷ trống, chúng tôi đã biết được ý nghĩa của cái tên đi, biết được về vũ khí cổ đại. Tôi chỉ ít cũng biết được rằng ngày xưa Wano Quốc từng mở cửa với thế giới. Kozuki Oden đã ghi chép lại những điều cuối cùng trong nhật ký hành trình sau khi ông tới được Laphain. Do vậy có thể khẳng định Joy Boy không phải tên thật mà nhân vật này cũng mang khởi tự đi trong tên. Ông ta trải qua 100 năm thế kỷ trống, từng chống lại chúa trời nhưng không thành công. Và Joy Boy cũng liên quan mật thiết tới vương quốc cổ đại, thậm chí còn là vua của nó. Còn dân tộc đi là những con người khai sáng ra nền văn minh này. Về cơ bản thì vương quốc cổ đại chính là ước mơ của Big Mom. Và ta luôn khao khát tạo ra một vương quốc đa chủng tộc nơi tất cả chúng sống hòa bình. Trong lịch sử đã từng tồn tại một xã hội như vậy, chính là vương quốc cổ đại. Không có phân biệt giai cấp, không còn chiếm hữu nô lệ, tất cả đều được tự do làm điều mình muốn. Điều đó khiến các quốc gia khác khó chịu, bởi vương quốc cổ đại quá mạnh, các chủng tộc, các quốc gia đồng minh như Wano và tộc Minh là ví dụ. Do đó, 20 hoàng tộc phải liên kết lại để xóa sổ họ. 100 năm bọn họ bỏ ra để tiêu diệt vương quốc cổ đại, truy cùng giết tận hậu duệ của họ, cũng như xóa sổ mọi dấu vết liên quan đến nó. Sau này được gọi với cái tên Thế Kỷ Trống. Bởi tội ác diệt chủng man dợ này đã không được ghi chép lại trong sử sách, tuy nhiên tộc Kozuki của Wano Quốc đã khắc chúng lên những phiến Poneglyph. Đặc biệt hơn, họ còn tạo ra 4 phiến Poneglyph chỉ đường đến Laphain để hậu duệ mang ý chí của D sẽ tới kế thừa Joy Boy. Một lý do khác mà họ bị tiêu diệt có lẽ bởi Joy Boy đã động chạm tới lợi ích của những kẻ cai trị khác. Joy Boy muốn mượn sức mạnh của vũ khí cổ đại phá hủy hồng tuyến Red Line đang chia cắt thế giới. Ông dự định cho 4 vùng biển quy về một mối và đưa người cá lên trên mặt đất cùng chung sống hòa bình, đón ánh mặt trời với các chủng tộc khác. Tuy nhiên, ông đã thất bại. Nếu anh em hỏi Joy Boy bị đánh gục ở đâu, mình xin mạnh dạn dự đoán chính là tại Marigold. Trong căn hầm băng của lâu đài Pangaea có một chiếc mũ rơm khổng lồ mà mình cho rằng thuộc về Joy Boy trước kia. Những quý tộc coi đó như chiến lợi phẩm là bằng chứng cho chiến thắng của chúng. Còn Isama chính là hậu duệ của kẻ đánh bại được Joy Boy, nên người này mới được ngồi lên chiếc ngai vô chủ, khiến ngũ lão tinh phải quỳ gối. Bằng cách nào đó mà tổ tiên của Isama đã hạ được Joy Boy, khiến kế hoạch của ông thất bại. Tuy nhiên Joy Boy không chết ở đó, ông vẫn quay trở lại đảo người cá, khắc lên đó lời xin lỗi đối với công chúa tiên cá tức Poseidon, rồi đem toàn bộ kho báu One Piece tới cất giấu tại Laphain. Bản đồ chỉ đường cho người thừa kế được tộc Kozuki tạo ra chia làm 4 phần và gửi cho các đồng minh thân cận. Đảo người cá có một phiến nhưng nó đã biến mất không rõ tăm hơi. Wano có một phiến đang thuộc về Kaido, một phiến khác xuất hiện đầu tiên tại đảo Zou, chỉ chưa rõ Big Mom lấy Rat Poneglyph ở đâu. Tuy nhiên bà ta từng sống tại Enbap, có lẽ vương quốc người khổng lồ này là nơi Big Mom đoạt được Poneglyph hải trình. Bộ Enbap không liên kết với chính phủ thế giới, có lẽ nó từng thuộc vương quốc cổ đại, do đó được giữ một phiến đá, rồi bị Big Mom cướp mất. Đó là một chút giả thuyết về vương quốc cổ đại, còn bây giờ sẽ là kho báu One Piece trước khi tới với nhân vật Joy Boy. Ở chapter 967, Roger đã tới được Laphain nhưng ông lại đi quá nhanh cho nên không thực hiện được điều mà Joy Boy mong muốn. Kho báu One Piece ở trước mặt thì Roger lại bật cười và mình nghĩ rằng Joy Boy khắc lại lời nhắn nhủ đại khái như sau. Sau này chỉ có làm chịu khó, cần cù thì bù siêng lăng. Chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn ra biển tìm kho báu thì ăn đồng băng, ăn cát. Lời của Rosie Boy thực sự chí lý, những lời của Joy Boy thật thì lại khác. Bởi trong thế giới One Piece có cảm giác như Oda đang dùng xã hội phong kiến phương Đông hoặc chiếm hữu nô lệ ở phương Tây để xây dựng bối cảnh cho câu chuyện.
Và như anh em đã biết, sau chế độ này thì xã hội đã tiến lên tư bản chủ nghĩa hoặc đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, đại khái là xóa bỏ sự chiếm hữu nô lệ, quyền con người được đề cao và đó là một xã hội tự do, quyền hạn của các hoàng gia bị bãi bỏ hoặc giảm tới mức thấp nhất. Xã hội thuộc về người dân, thực hiện quyền bầu cử và dĩ nhiên sẽ không có thiên long tinh nữa, tức là mọi chủng tộc, mọi con người đều bình đẳng và tự do. Theo mình, đây là thứ Joy Boy để lại. Kho báu One Piece đúng là từng được Oda xác nhận rằng đó là một kho báu thực sự. Tuy nhiên, nếu chỉ có vàng bạc thì Roger lại không bất ngờ, cho nên Joy Boy còn để lại một thứ gì đó đặc biệt hơn, làm cho Roger phải bật cười. Và thứ này theo mình có liên quan đến câu nói của Luffy. Shanks thì bảo Rayleigh là cậu nói giống hệt thuyền trưởng Roger, còn Yamato bảo Ace là Lou nói y chang vua hải tặc. Và vua hải tặc lại có chung tư tưởng với Joy Boy, vậy nên mình mới bảo Joy Boy là vua hải tặc đầu tiên, một vị vua tự do. Ở chapter 965, khi Oden bất ngờ vì có một tổ chức cai trị cả thế giới, Dâu Trắng có nói với ông một câu rằng át hẳn sẽ sửng sốt đấy, nhưng theo cách nào đó thì vương quốc của cậu vẫn còn tự do. Chính vì bế quan tỏa cảng nên Wano mới được tự do, người dân không bị nô dịch trước khi Orochi dựng Kaido tới đây. Và mô típ chung cho mọi cuộc chiến của Luffy chính là đòi lại sự tự do cho bạn bè, cho các đất cậu đặt chân tới. Từ Alabasta, Drum, Red Rosa, Skypiea, Luffy luôn đánh bại kẻ bỏ trốn cai trị, giải phóng người dân. Kế tiếp đây sẽ là Kaido, còn ở Enies Lobby và đảo Bánh, Luffy đòi lại sự tự do cho Robin, Sanji, thậm chí ở Impel Down cậu cũng giúp vô số tù nhân có được sự tự do. Ở chapter 507, Rayleigh hỏi Luffy rằng liệu cậu có thật sự làm nổi không? Đại hải trình vẫn sẽ cứ tiếp tục vượt qua mọi trí tưởng tượng ngông cuồng của cậu. Liệu cậu có thể chinh phục được đại dương mênh mông này hay không? Còn Luffy thì đáp: tôi không muốn chinh phục cái gì hết, tôi chỉ nghĩ người tự do nhất trên biển cả chính là vua hải tặc. Lúc ấy Rayleigh đã mỉm cười và hỏi: là vậy sao? Lý do khiến Rayleigh cười bởi Roger cũng nói điều tương tự. Kishiki gạ gẫm mông hợp tác cùng thống trị thế giới, vua hải tặc lạnh lùng đáp lại: ta không có hứng thú muốn điều khiển cái gì hết, Shiki, không có sự tự do tự tại thì còn gọi gì là cướp biển. Điểm chung của Luffy và Roger chính là khao khát có được sự tự do làm điều mình thích. Luffy chỉ đơn giản là muốn phiêu lưu, muốn khám phá tất cả đại dương này chứ không phải chinh phục để thống trị nó. Roger dù được gọi là vua nhưng ông lại thích tự do, làm vua sẽ phải cai trị lãnh địa của mình. Còn đối với Roger thì việc đó khiến ông đau đầu. Còn trong chapter 800, lúc 7 thành viên hạm đội mũ rơm đề xuất làm đàn em của Lù, cậu ngay lập tức từ chối với lý do: quá gò bó. Tôi nói rồi, tôi sẽ trở thành vua hải tặc, tôi không cần làm chùm gì hết. Lý do đơn giản, Luffy thích tự do cho nên cậu không muốn ràng buộc, không muốn lấy đi sự tự do của người khác. Với Luffy, cậu không coi họ là thuộc hạ hay đàn em mà là những người bạn. Chẳng cần bận tâm mấy thứ như cha con, đại ca, tiểu ca gì, tôi không muốn trở thành một tên hải tặc điên rồ đó đâu. Nếu các bạn có khó khăn, cứ gọi tôi hứa sẽ đến giúp ngay. Em nghĩ em hiểu ý của đại ca rồi, với Luffy Senpai, trở thành vua hải tặc không cần phải trở lên tay to mặt lớn mà chỉ cần là một người tự do tự tại. Hiểu được Luffy khiến Bartolomeo càng thần tượng cậu hơn, còn những người khác thì tình nguyện kết làm đồng minh, bất chấp Luffy thích hay không, bởi cậu muốn họ tự do. Họ đã lựa chọn theo ý muốn của bản thân, sự tự do chính là điều mọi dân tộc đều khao khát. Luffy đã làm quen với người cá, người khổng lồ Empath, người lùn Tontata, người thú là tộc Minh, người ở đảo trên trời, mọi chủng tộc đều đủ cả. Cậu cho họ thấy giá trị của sự tự do. Còn cha cậu, nhà cách mạng Kragan muốn mang tới sự tự do cho toàn thế giới, đánh đổ chế độ chiếm hữu nô lệ của Thiên Long Nhân. Goldie Roger cũng khao khát sự tự do, ông vốn đã đạt được nó và luôn tự do theo ý mình. Nhưng khi đến Lathen lại thấy lời nhắn của Joy Boy chúc mừng họ đã có được sự tự do. Điều đó khiến Roger bất ngờ, thứ ông luôn có lại là kho báu lớn nhất mà Joy Boy để lại. Mà theo thực tế, sự tự do cũng chính là điều quý giá nhất đối với mỗi con người. Bởi vì không có gì quý hơn độc lập tự do, để có được nó nhiều dân tộc đã phải hy sinh rất nhiều xương máu. Và mình nghĩ nó đúng là một kho báu thực sự, thậm chí nó còn là vô giá. Chúng ta sẽ không thể sống, không được sống nếu mất đi tự do. Một quốc gia cũng không được coi là tồn tại nếu nó không độc lập. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Joy Boy, người mình tin rằng cũng là một vị vua tự do. Vương quốc cổ đại không phải là một thế lực cai trị mà chỉ đơn thuần là một đất nước tự do có nhiều quốc gia đồng minh. Hay lấy ví dụ thực tế thì chính là Liên bang Xô Viết, quốc gia anh cả của các nước xã hội chủ nghĩa. Các quốc gia khác như Nam Tư, Tiệp Khắc hay nước Nga ngày nay đều từng là một phần của Liên Xô năm xưa. Vương quốc cổ đại cũng vậy, từ Wano, Empath, vương quốc người cá Ryugu, v.v. đều nằm trong khối liên minh của vương quốc cổ đại. Còn người đứng đầu của nó đơn giản chỉ duy trì nền hòa bình, ổn định cho các quốc gia đồng minh. Bản thân một quốc gia đều có sự độc lập tự do, không cần cống nạp như một chư hầu giống như chế độ của chính quyền thế giới hiện nay. Chính vì vậy, vua của vương quốc cổ đại, Joy Boy, vô cùng tự do tự tại, ông được khám phá, trải nghiệm nền văn minh ở nhiều quốc gia khác nhau. Joy Boy muốn đem đến hòa bình, tự do cho mọi chủng tộc, tiếc rằng ông không thể chiến thắng thế lực quá mạnh của liên minh 20 quốc gia kia.
Thế nhưng người đặt kho báu One Piece tại Laughten từng là nhân vật tự do nhất biển cả, được đồn đoán là vua của quốc gia cổ đại kia, Joy Boy. Theo quan điểm của cá nhân mình, nhân vật này xứng đáng với danh xưng vua hải tặc đầu tiên của thế giới. 2. Trái Gumu Gumu, chiếc mũ rơm khổng lồ từng thuộc về Joy Boy. Về vấn đề xung quanh trái Gumu Gumu, những ngày gần đây chúng ta cũng đã bàn luận rất nhiều. Mình cũng có video về chủ đề này rồi, nên giờ sẽ phân tích về những gì chưa được đề cập, cụ thể là sức mạnh của Joy Boy, nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Nhắc lại một chút thông tin cho anh em đã biết, chính phủ thế giới dường như biết rất rõ về trái Gumu Gumu, người phụ trách vận chuyển là Usuhu cũng biết về nó, nên mới biết nó bị Luffy ăn mất. Đây cũng là chi tiết khá thú vị khi có một sự hộ tống đặc biệt với trái quỷ của Luffy. Chính quyền cử hẳn Usuhu, người được đánh giá là sánh ngang với Luffy, thiên tài mạnh nhất trong lịch sử CP9. Và khi thất bại, Usuhu ngay lập tức bị tống vào ngục mà không có một sự thương xót nào, cũng không có cơ hội sửa sai. Trong khi Rob, Luffy và nhóm CP9 của hắn sau khi thất thủ tại Enies Lobby, thì sau đó Luffy và Kaku lẫn thằng ăn hại Spanam đều được thăng cấp lên đội đặc vụ CP0. Thứ hai là nó bị Shanks nhắm đến. Trong trăm một thì Lucky Roo đã nói trái Gumu được cướp trên thuyền địch chứ không nói cụ thể là thuyền hải tặc hay hải quân, nên ta có thể tạm coi đó là con thuyền mà Usuhu hộ tống. Vậy thì tại sao mà băng Shanks, người cơ bản là theo chủ nghĩa hòa bình, hiếm khi gây hấn với người khác, lại muốn gây chiến với tàu của hải quân chỉ để cướp một trái quỷ? Đấy là chưa kể đến băng của ông đến giờ vẫn chưa thấy ai sử dụng trái quỷ. Vậy thì mục đích của việc này là gì? Đến đây thì có rất nhiều phỏng đoán của mọi người rồi. Có thể trái cao su từng được Roger hoặc là Joy Boy ăn. Nhưng như đã nói ban nãy, giả thuyết của mình là trái Gumu Gumu từng thuộc về Joy Boy. Mình cảm thấy khá tin tưởng vào giả thuyết này, khả năng có thể cao hơn nhiều so với chuyện Goldie Roger ăn trái quỷ. Bởi trong SBS tập 65 có một độc giả đã hỏi rằng, trong các tập gần đây liên tục xuất hiện những nhân vật rất mạnh mà Luffy không địch lại được. Nhân vật chính trong manga và anime đều được xây dựng hình mẫu là nhân vật có sức mạnh vô song. Tại sao họa sĩ lại xây dựng một Luffy, người cao su trông có vẻ yếu đuối như thế? Boda trả lời như sau. Đúng là thế nhỉ, vì có nhiều loại trái quỷ hay ho đầy sức mạnh nên cháu thấy lạ đúng không? Câu trả lời đơn giản thôi, tôi muốn chọn loại năng lực vui nhộn nhất. Nếu là một nhân vật chính mạnh mẽ và bảnh bao thì chắc chắn tôi đã không gắn bó với cậu ấy lâu như thế này. Dù mọi việc có trầm trọng đến mấy thì Luffy vẫn có thể kéo dài ra hoặc thổi phồng lên được. Lúc nào cậu ấy cũng cho tôi cơ hội đùa giỡn, tôi muốn vẽ loại manga như vậy đấy. Oda cho Luffy năng lực vui nhộn nhất, còn Joy Boy có nghĩa là cậu bé vui vẻ. Có một sự liên quan không hề nhẹ giữa năng lực vui nhộn và cậu bé vui vẻ. Vậy thì phải chăng chính nhờ năng lực của trái Gumu Gumu mà Joy Boy có biệt danh như vậy? Bởi lẽ chắc chắn Joy Boy không phải tên thật của ông ta, nó giống như mọi người đặt cho Luffy là mũ rơm thôi. Và mình còn khẳng định Joy Boy từng đặt cho Laughten một cái tên khác, sau này Roger lại nghĩ ra cái tên mới khi ông tới đây. Anh em có thể xem lại chapter 507, Oda đã gợi ý thông qua lời Rayleigh nói với Robin rằng con đã nhìn thế giới này thật kỹ, ai biết con có thể sẽ có một kết luận khác hoàn toàn với bọn ta. Nghĩa là cái kết mà Roger thấy chưa chắc đã đồng ý của Joy Boy, và khi Luffy tới đây cậu lại đặt cho Laughten một cái tên khác thì sao? Kết luận khác mà Rayleigh nói có thể mang ý nghĩa đó. Giờ hãy nói tiếp về Joy Boy. Trong chapter 906, một chiếc mũ rơm khổng lồ đã xuất hiện. Tới chapter 908, nhân vật Im-sama cắt nát tờ truy nã của Zoran, Luffy. Và Luffy là người sở hữu chiếc mũ rơm của Roger cùng trái Gumu Gumu vốn thuộc sở hữu của chính phủ thế giới. Cả hai thứ đó phải chăng là những thứ từng thuộc về một người và chính phủ thế giới không muốn có người thứ hai sở hữu hai thứ đó xuất hiện? Trong chapter 1014, Kaido đã nói Luffy không phải là Joy Boy, vậy từ đâu mà Kaido có nhận định đó? Điều gì ở Luffy khiến ông ta gợi nhớ về Joy Boy? Có phải chiếc mũ rơm hay chiêu thức con giãn nào đó đã làm Kaido chú ý? Đến giờ thì đã có nhiều chi tiết nói lên việc Luffy chính là Joy Boy tiếp theo, nên nếu trường hợp này là sự thật thì cũng không có gì là lạ. Chỉ là hơi khó để giải thích tại sao Shanks lại biết về việc này và ra tay cướp lấy trái quỷ cao su, cũng như cả việc chính phủ thế giới truy tìm và vận chuyển nó tới đâu đó cất giữ, còn Usuhu thậm chí chẳng có cơ hội nào để sửa sai. Nếu suy luận của mình là đúng thì Joy Boy từng sở hữu năng lực Gumu Gumu, chứ không phải Goldie Roger. Còn Luffy mới là Joy Boy tiếp theo, được cả thế giới chờ đợi sau 800 năm, còn Goldie Roger đơn giản là đúng người nhưng sai thời điểm. Trên đây là tất cả suy nghĩ của mình và nhân vật bí ẩn có tên là Joy Boy. Nếu anh em thấy hay, đừng quên bấm like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.